Chào các em, sau đây thì chúng ta cùng giải bài tập số 6 trang 33 sách giáo khoa vật lý lớp 11 nội dung như sau. Trong trường hợp là dưới đây ta không có một tụ điện. Giữa hai bản kim loại là một lớp, A là mica, B nhựa polyethylene, C giấy tẩm dung dịch muối ăn và D là giấy tẩm paraffin. Để có thể chọn ra phương án chính xác thì các em lưu ý cho cô, trong 4 phương án đã cho thì chỉ có phương án C là giấy tẩm dung dịch muối ăn, thì dung dịch muối ăn là một chất dẫn điện. Còn mica, nhựa polyethylene hay là giấy tẩm paraffin thì đều là các chất cách điện. Mà muốn chế tạo ra một tụ điện thì nó sẽ phải có hai bản tụ là hai bản kim loại. Và giữa hai bản tụ ấy là một lớp cách điện. Do đó thì chúng ta không thể chọn giấy tẩm dung dịch muối ăn để làm lớp cách điện giữa hai bản tụ. Vậy phương án mà chúng ta cần chọn trong bài tập này đó là phương án C. Như vậy các em có thể ghi lại câu trả lời này cho bài tập số 6 này nè. Nếu giữa hai bản tụ kim loại là một lớp giấy tẩm dung dịch muối ăn thì ta không thu được một tụ điện, hay là không phải là một tụ điện. Lý do là vì muối ăn, dung dịch muối ăn là chất dẫn điện. Bởi vậy, khi mà để dung dịch muối ăn giữa hai bản tụ kim loại thì điện từ bản này sẽ chuyển sang bản khác. Có nghĩa là điện từ bản dương sẽ chuyển sang bản âm, như thế thì không hình thành lên tụ điện và nó không thể tích điện. Vậy đáp án chúng ta cần chọn ở đây đó là đáp án C.